Nhưng đợi rất lâu mà chú chó vẫn chưa quay lại, hai người đi vào đường hầm thì nhìn thấy chú chó bị ba tên côn đồ bắt được. Tên cầm đầu còn vô liêm sỉ nói, tôi giúp hai người tìm thấy chó này, không cảm ơn tôi gì à. David tiến lên nói cảm ơn, tên côn đồ có vẻ không chấp nhận lời cảm ơn, nên treo chó của họ lên. David không muốn gây sự, liền lấy ví tiền của mình ra, nhưng mấy tên đó vẫn không thỏa mãn, còn muốn lấy đồng hồ và nhẫn đính hôn của Erica. Lúc này David không thể nhịn nữa, đánh nhau với lũ côn đồ, một thảm án cứ như thế bắt đầu, chiếc gậy sắt của tên côn đồ không ngừng đập lên người David. Còn Erica cũng bị chúng đá vào tường, đập đầu chảy máu, chúng còn dùng máy quay quay lại tất cả. Rất lâu sau, hai người mới được đưa đến bệnh viện. Erica hôn mê ở bệnh viện những 3 tuần, tỉnh lại mới biết lễ tang của chồng sắp cưới đã kết thúc lâu rồi. Sau khi ra viện, Erica bắt đầu sợ những nơi tối, xung quanh chỉ hơi có động tĩnh, cô đều sẽ trở nên rất hoảng loạn. Đến đồn cảnh sát để hỏi về sự việc thì cảnh sát nói tôi biết cô rất đau buồn, nhưng xin hãy ngồi xuống nhẫn nại chờ đợi. Người đến đồn cảnh sát ngày càng nhiều, nơi tiếp đón không ngừng lặp đi lặp lại câu nói kia. Erica mất đi hy vọng. Sau khi ra khỏi đồn cảnh sát để phòng thân, cô tính mua một khẩu súng mà cô không có giấy phép dùng súng, muốn xin phải mất thời gian 30 ngày. Erica nói nếu không có khẩu súng này, cô có lẽ không sống nổi 30 ngày, nhưng chủ cửa hàng không hề để ý cô. Ra khỏi đó, một người đàn ông tìm đến cô, nói mình có súng có thể bán cho cô. Erica nói cô phải học cách dùng như thế nào đã. Đến một nơi ít người, người kia dạy cô cách bắn súng, còn tặng thêm một túi đạn. Erica liền mua khẩu súng này. Đến tối, Erica đến siêu thị mua đồ. Một tên phạm nhân vừa xuất trại cầm súng xông vào, bởi vì vợ hắn không cho hắn gặp con nên hắn bắn liền 5 phát giết chết người vợ, mở tủ lấy trộm tiền. Lúc này điện thoại của Erica vang lên. Trong cái siêu thị yên tĩnh này, tiếng chuông vô cùng rõ ràng. Tên kia bắt đầu tìm kiếm. Erica sờ khẩu súng ở trong túi, ra một quyết định rất táo bạo, bắn liên tiếp 3 phát vào tên kia qua ngăn để đồ, nhưng chỉ một phát đã lấy mạng hắn. Sau đó Erica lấy tay áo trùm bàn tay, lấy đi cuộn băng giám sát của siêu thị. Mặc dù đây là phòng vệ chính đáng, nhưng cô dùng súng là vi phạm pháp luật. Cảnh sát đến hiện trường phân tích tên hung thủ đã bỏ chạy, nhất định là người mới. 3 phát chỉ trúng có một, còn Erica nhờ sự việc đó lấy lại được tự tin, bắt đầu đi làm lại. Nhưng những nội dung cô phát lên đen tối hơn rất nhiều. Tối hôm đó cô ngồi tàu điện trở về nhà, trùng hợp gặp phải cướp. Chúng cướp điện thoại của một thanh niên tóc xoăn, ông lão đằng sau muốn ngăn chúng lại, không ngờ lại rước họa vào thân. Cũng may tàu vừa hay đến trạm, 3 người vội vã xuống xe. Lúc này hai tên côn đồ mới phát hiện một cô gái vẫn đang ngồi ở cuối xe. Hai tên cho rằng cô không bỏ chạy là đang khinh thường mình, cầm dao đi về phía Erica. Tên da đen liếm lưỡi dao, trượt lưỡi dao từ cổ đến ngực cô. Nhưng giây tiếp theo, hai tên ngã xuống, đầu ngón chân Erica chỉ hơi động đậy. Cô lấy lại bình tĩnh, cất súng đi, đội mũ rời khỏi hiện trường. Đây là lần thứ hai cô giết người. Cảnh sát đến nơi, theo phân tích viên đạn, vụ án này và hung thủ ở siêu thị hôm trước là cùng một người. Người mà hung thủ giết đều là tội phạm, mà thủ pháp ngày càng sắc bén. Lần này mỗi viên đạn đều trúng mục tiêu, mà Erica đã phạm phải bệnh của các hung thủ là trở về hiện trường gây án, nên bị cảnh sát Mercer nhìn thấy. May mà Erica cơ trí, nói mình là MC của đài phát thanh, muốn đến đây phỏng vấn, mà cảnh sát phiền nhất là phải trả lời phỏng vấn. Ngày hôm sau Mercer tìm Erica, không phải đến gây rắc rối, mà là đồng ý trả lời phỏng vấn, bởi vì Mercer cũng là fan của Erica. Trong cuộc nói chuyện, Mercer nói về người ở trong TV, nói bề ngoài hắn ta mở chỗ gửi xe, nhưng thật ra là làm rất nhiều chuyện ác. Người vợ định ra tòa làm chứng, đã bị hắn ta xử lý, bây giờ lại muốn ra tay với con gái của chính mình. Erica lặng lẽ ghi nhớ những việc này. Đến tối, Erica cố ý đi một mình trên đường, lại lần nữa gặp được một tên côn đồ khác, mà trên xe còn có một thiếu nữ đang hôn mê. Erica vừa định đem cô gái xuống xe, thì phát hiện cửa xe đã đóng. Erica vội rút súng ra ép tên côn đồ đưa hết tiền cho thiếu nữ. Hai người xuống xe, tên côn đồ giống như phát điên, lái xe định đâm họ. Erica đẩy cô gái ra, sau đó bình tĩnh nổ súng, nhưng chuyện ngoài ý muốn vẫn xảy ra, chiếc xe mất lái đâm trúng cô gái. Erica vội báo cảnh sát, sau đó lặng lẽ rời khỏi hiện trường. Trong thời gian này, Erica liên tục giết rất nhiều người. Cô có chút tuyệt vọng, định đến đồn cảnh sát tự thú, nhưng cuối cùng vẫn không thể mở miệng. Điều này cũng khiến cô hiểu ra cảnh sát không thể duy trì tất cả chính nghĩa. Erica chuẩn bị xử lý tên chủ hầm giữ xe mà Mercer từng nói. Từ rất sớm Erica đã mai phục ở nơi để xe. Trước khi động thủ, Erica gọi cho Mercer, khiến Mercer nghe được tiếng đóng mở của thang máy. Sau đó cô đi theo tên kia đến sân thượng, hắn ta cho rằng cô là phóng viên theo dõi, rút gậy sắt đánh vào tay Erica. Erica dùng đầu đập vào mũi hắn, lần này cô không dùng súng mà nhấc gậy sắt lên đẩy hắn xuống dưới lầu. Khi cảnh sát đến hiện trường, lúc nghe được âm thanh thang máy đóng cửa thì sinh ra nghi ngờ đối với Erica. Hôm đó Mercer mượn cớ dẫn Erica đến chỗ thiếu nữ mà cô đã cứu trước đó. Mặc dù thiếu nữ vì cảm kích Erica nói không
không nhận ra cô, nhưng ánh mắt kia đã bán đứng họ. Sau đó cảnh sát tìm đến chàng trai trên tàu điện từng được Erica cứu. Qua phác họa cơ bản có thể xác nhận đó chính là Erica. Lần này Mercer chủ động tìm đến Erica, nói bạn gái của tên côn đồ muốn vứt chiếc nhẫn đi, bị họ phát hiện. Sau đó đưa Erica đến đồn cảnh sát để nhận diện. Erica vừa nhìn đã nhận ra tên côn đồ đánh chết chồng chưa cưới của mình, nhưng Erica lại không chỉ ra, rõ ràng cô muốn tự mình báo thù. Ra khỏi đồn cảnh sát, cô bắt đầu theo dõi ở gần đó, nghe ngóng nhẫn đính hôn của mình. Trời không phụ lòng người, cuối cùng Erica đã tìm thấy. Nhưng lúc tìm thấy bạn gái tên côn đồ, cô ta lại không đồng ý nói ra địa chỉ của tên kia, bởi cô đã nhìn thấy chúng đối xử với phụ nữ như nào. Không lâu sau, người bạn gái tốt bụng của tên côn đồ phát hiện ra, gửi video và địa chỉ của bạn trai cho Erica. Erica xem xong thì bật khóc. Sau khi bình tĩnh lại, Erica gửi chúng cho cảnh sát rồi nhanh chóng đến nhà tên kia. Mercer xem xong cũng lập tức xuất phát. Erica tìm đến tên đầu chọc trước, trốn đằng sau hắn nổ súng lấy mạng hắn ta. Một người khác nghe thấy tiếng động đi đến, cũng bị cô bắn 3 phát súng giết chết. Cuối cùng đến nhà của tên cầm đầu, lại bị hắn dùng gậy sắt đánh ngã, còn nói lần này sẽ cho cô đi gặp bạn trai mình. Vô cùng huênh hoang ngang ngược. Lúc này Mercer đến nơi, Erica nhân cơ hội nhặt lại súng, nói đây là ân oán riêng tư. Mercer nói Erica không có quyền giết người, muốn cô đưa súng cho anh. Hai người giằng co rất lâu, Erica mới giao súng ra. Lẽ nào cứ như thế bỏ qua cho tên kia? Đương nhiên không, cảnh sát làm một hành động nằm ngoài tưởng tượng của chúng ta. Anh đưa súng của mình cho Erica và nói dùng súng của tôi mới hợp pháp. Tên côn đồ cũng ngây ra ầm ĩ, muốn cảnh sát bắt anh ta lại. Sau đó Mercer vừa rút lui vừa nói, tao đã nhìn thấy những việc mày làm. Tên côn đồ bắt đầu sợ hãi, nhưng bây giờ đã muộn. Erica không hề do dự lấy mạng hắn, cô chuẩn bị tâm lý bị bắt đi. Nhưng Mercer lại nói, cô bị bắt thì tôi cũng không thoát nổi, bởi vì cô dùng súng của tôi. Việc cô cần làm bây giờ là bắn tôi. Chuyện hôm nay có thể giải thích là đám côn đồ tự tàn sát nhau, tôi không cẩn thận trúng đạn, vì tự vệ mới nổ súng bắn chết hắn. Còn mấy kẻ xấu mà cô đã giết trước đó đều có thể đổ lên đầu đám côn đồ. Erica chỉ có thể bắn Mercer một phát rồi rời khỏi hiện trường. Sau đó Erica một lần nữa trở lại đường hầm kia, không hề run rẩy sợ hãi. Người đàn ông ném quả bóng vào đường hầm. Hai người nói chuyện về hôn lễ ngày mai, nhưng đợi rất lâu mà chú chó vẫn chưa quay lại. Hai người đi vào đường hầm thì nhìn thấy chú chó bị 3 tên côn đồ bắt được. Tên cầm đầu còn vô liêm sỉ nói, tôi giúp hai người tìm thấy chó này, không cảm ơn tôi gì à? David tiến lên nói cảm ơn. Tên côn đồ có vẻ không chấp nhận.